Thưa quý vị, thưa các bạn, đóng góp vào những thành công của chương trình thương hiệu quốc gia không thể không kể tới sự đồng hành, chung tay tích cực của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Đây chính là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị để nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm mang thương hiệu Việt, hình thành các chuỗi liên kết giá trị, tạo dựng vị thế cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Thương hiệu quốc gia không phải là giải thưởng, mà là chương trình xúc tiến thương mại duy nhất và dài hạn của chính phủ. Trong đó, doanh nghiệp là hạt nhân của chương trình. Song nhà nước không làm thay doanh nghiệp, mà đứng ra bảo trợ cho sản phẩm có uy tín, giúp đỡ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát, kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 7 năm 2020 vẫn thu hút được sự quan tâm tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp. Trong quá trình bình chọn, xét duyệt, đã có 283 sản phẩm của 124 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020, tăng 27 doanh nghiệp so với kỳ xét chọn năm 2018. Với ba cái trụ cột của tiêu chí của chương trình được xét chọn, đó là cái việc về chất lượng, về đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Năm 2020 thì có nhiều các cái doanh nghiệp mà có thể đánh giá là có thương hiệu mạnh và có tên tuổi. Đấy, và ở nhiều lĩnh vực khác mới tham gia vào chương trình. Đối với công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, một trong 27 đơn vị lần đầu tiên được công nhận doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, đã luôn ý thức được rằng bản chất các doanh nghiệp đều vận hành theo một chuỗi giá trị, từ nguyên vật liệu đầu vào, quá trình nghiên cứu phát triển, gia công sản xuất, quảng cáo marketing, phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Thông thường, việc phát triển thương hiệu chiếm khoảng 30% cho tổng chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Do đó, công ty đã không ngừng nâng cấp và đầu tư đổi mới công nghệ, thay thế máy móc cũ kỹ bằng hệ thống máy móc tự động hóa có công nghệ tiên tiến nhất, được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp phát triển. Những năm qua, Khóa Việt Tiệp đã đầu tư nhiều tỷ đồng, thực hiện 4 chương trình nâng cao năng lực sản xuất, 5 đề tài tiến bộ khoa học kỹ thuật và 35 sáng kiến cải tiến kỹ thuật về nghiên cứu chế tạo thiết bị, thay thế hàng nhập khẩu, chế tạo sản phẩm mới chất lượng cao. Để giữ vững được cái thương hiệu quốc gia thì Khóa Việt Tiệp đã có những cái bước làm tập trung cao cho cái khối kỹ thuật để thiết kế các cái sản phẩm mới cũng như nghiên cứu thay đổi công nghệ trong cái thời kỳ dịch bệnh, giao dịch với các đối tác nước ngoài thay bằng trực tiếp thì chúng ta giao dịch trực tuyến. Vì vậy cái công tác đổi mới công nghệ, công tác sản phẩm mới vẫn được duy trì tốt. Theo báo cáo của 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020, tổng doanh thu năm 2019 của các doanh nghiệp này đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 137.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 200.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 471.000 lao động. Các hoạt động xã hội của các doanh nghiệp này đạt giá trị trên 9,5 nghìn tỷ đồng và nộp bảo hiểm xã hội trên 20.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta, đa số các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đều triển khai các hoạt động chung tay cùng cộng đồng với số tiền và hiện vật quyên góp lên tới trên 80 tỷ đồng. Đối với người lao động thì với cái công nghệ và những cái công nghệ hiện đại như vậy thì là những cái sản phẩm mà họ làm ra họ rất là yên tâm và những cái đem lại những cái lợi ích là những cái việc làm và những cái chất lượng sản phẩm để họ có thể yên tâm gắn bó doanh nghiệp và với lại người lao động và cái lợi ích còn đem lại cho những khách hàng, người tiêu dùng có những cái sản phẩm chất lượng. Chất lượng sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp nói chung và thương hiệu Khóa Việt Tiệp nói riêng, để ngày càng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đem lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình sử dụng. Việc thay thế lao động thủ công ở những công đoạn sản xuất nặng nhọc hoặc đòi hỏi độ chính xác cao bằng tự động hóa đã giúp tăng năng suất, tiết kiệm nguyên liệu, từ đó giá thành đến người tiêu dùng được giảm tối đa. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, doanh nghiệp còn tìm ra phương pháp giúp người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình trước nạn hàng giả thông qua việc áp dụng các quy trình xác thực chống hàng giả. Các quy trình này có thể giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin hàng hóa và xác định chính hãng hay không chính hãng trực tiếp trên nền tảng ứng dụng. Khi tôi dùng cái sản phẩm này thì tôi thấy coi như là thứ nhất mà nói là tốt, đấy, thứ hai đảm bảo đấy, về độ an toàn. Đấy. Và cái công tác bảo hành, bảo trì rất tốt. Hàng Việt Nam thì tôi, gia đình nhà tôi và tôi cảm nhận thấy cũng là thương hiệu siêu thời đại, là càng ngày càng thấy tiên tiến.
Có thể nói trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia không thụ động đợi sóng gió đi qua, không vì khó khăn mà dừng lại, duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và duy trì xuất khẩu. Vượt qua khó khăn, thử thách, các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam thể hiện mình không chỉ xuất sắc ở nhiệm vụ kinh doanh, phát triển kinh tế mà còn hoàn thành rất tốt trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. Những thành tựu mà các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được thể hiện giá trị nhân văn, văn hóa của doanh nghiệp cũng như tăng khả năng cạnh tranh của hình ảnh quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.